Hai thanh niên đẩy xe đưa nồi bánh canh đến chốt trực. Tưởng hết xăng, ai ngờ lý do đằng sau xúc động vô cùng. Khi tuyến đầu đang gồng mình chống dịch, tại những điểm đóng thì ở hậu phương, bằng cách này hay cách khác, người dân vẫn chung tay san sẻ bớt gánh nặng, hỗ trợ những thứ mình có thể. Trong số đó, việc được nhiều dân tình chọn thực hiện và nhận được ủng hộ nhiều nhất chính là chuẩn bị những bữa cơm nóng, những món ăn ngon lành, đem đến các chốt kiểm soát, gửi cho những người đang phải tạm xa gia đình để làm lá chắn bảo vệ cho cộng đồng. Mới đây, một đoạn video đưa đồ ăn đến chốt trực của hai anh thanh niên đã khiến nhiều người chú ý và tò mò. Bởi lẽ trong video, dù ngồi trên xe máy nhưng hai anh chàng lại không chạy xe cho nhanh mà chọn cách đẩy bộ, chiếc xe có nồi bánh canh phía sau. Lúc ban đầu, mọi người cứ tưởng xe hết xăng nên hai anh mới phải đẩy bộ như thế, nhưng lý do phía sau lại vô cùng cảm động. Theo bình luận, nồi bánh canh này là của đôi vợ chồng trung niên thường xuyên đưa đồ ăn cho chốt gửi đến. Hôm nay có việc nên cô chú nhờ người làm trong nhà mang sang cho chốt trực. Lo sợ nếu chạy xe đi nhanh, không may gặp đoạn đường xấu, bánh canh trong nồi sẽ đổ hết, nên cô chú dặn hai anh đẩy bộ xe đi. Chưa hết, cô chú còn tận tình gửi theo sẵn miếng lót để lực lượng ở chốt trực nhấc nồi bánh canh lên không bị nóng. Đến thời điểm hiện tại, dù chỉ mới lên sóng được hơn 2 tiếng đồng hồ, video trên đã nhận được hơn 500.000 lượt xem và hàng chục lượt ngàn tương tác. Bên dưới, dân mạng cũng ùa vào để lại những bình luận khen ngợi cách cho đầy cảm động của cô chú, cũng như hai anh thanh niên trên. Của cho không bằng cách cho. Thật sự ngưỡng mộ cô chú ngày nào cũng gửi đồ ăn vô cùng tận tình tử tế cho chốt trực. Ở đây có sự đáng yêu không hề nhẹ. Hai anh này hiền ghê, không biết đẩy bộ có xa không, thương quá. Cán bộ ở chốt trực bảo vệ dân, dân ở nhà cũng gửi tấm lòng sang cho cán bộ. Những hình ảnh đẹp như thế này cần lan truyền nhiều hơn nữa. Các anh cứ việc làm tốt nhiệm vụ, còn lại dân lo hết. Sau này gỡ chốt, chắc chắn sẽ nhớ cô chú lắm mấy anh ha. Thương cô chú quá, cảm ơn các anh đã đẩy bộ để không đổ đồ ăn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.